Phi Thanh Vân xin giới thiệu với tất cả các tình yêu của Vân. Đây là nữ diễn viên trẻ Phạm Oanh. Phạm Oanh đã vào nghề được vài năm rồi và em là một trong những gương mặt được coi là một trong những gương mặt rất là triển vọng của làng điện ảnh Việt Nam. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ nghe Phạm Oanh có đôi lời phát biểu về bản thân mình cũng như là tình cảm mà Phạm Oanh đã dành cho chị Phi Thanh Vân. Oanh, bây giờ thì em hãy cứ thỏa sức mình để tâm sự, bởi vì cái đoạn video clip này thì chúng ta chắc cũng không quảng bá nhiều lắm đâu, trên toàn bộ cộng đồng mạng thôi. Em giới thiệu, em là diễn viên mẫu ảnh Phạm Oanh. Em vào nghề cũng được vài năm rồi và em cũng biết đến chị Phi Thanh Vân qua một vài vai diễn. Em rất ấn tượng với chị từ lúc mà em còn học cấp 2, cấp 3 lận. Thì bây giờ có được cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng với chị thì em cũng rất là yêu quý và yêu quý người chị ngoài đời. Thứ hai nữa, do công việc đi quay của em thực sự là tiếp xúc với ánh nắng rất là nhiều mà em không có thời gian để đi spa để chăm sóc bản thân, thì em được chị giới thiệu cho sản phẩm kem đánh trắng. Thì sau khi sử dụng một thời gian, em cảm thấy là da mình tốt hơn rất là nhiều. Thực sự là không cần phải đi spa, em có thể tự chăm sóc da của mình ở nhà. Em cũng rất là cảm ơn và em cảm thấy là rất là quý và bái phục chị Phi Vân, là một người vừa có sắc vừa có tài, chị rất là giỏi. Cảm ơn em rất là nhiều. Các bạn các bạn cũng đã nghe Miss Anh nói những lời nói rất là chân thành, và Vân mong là tất cả các chị em phụ nữ ai cũng sẽ luôn luôn xinh đẹp, cũng sẽ rạng người và cực kỳ tuyệt vời như bạn Oanh. Anh có thể chụp cho Vân với Oanh một tấm hình nhá. Rồi, bây giờ anh gửi lời chào khán giả của chúng ta nha. Rồi.